thôi trốn chạy về mình bé buôn với chú Chánh chung gì thảo chuẩn bị đi ra ngoài cả nhà. Đi ăn cà phê hay là buôn về buôn về buôn ơi. Chánh đứng ở bên trong nồi xếp hàng cả nhà. Chú Chánh nó rất đẹp trai ha. Chú Chánh là bạn cùng trai mà. Chánh ha. Thank you.
cái nhà thấy ăn cái bánh dễ thương quá nhà. À, bôn chuẩn bị với bác với kèn rồi, chú Chánh chuẩn bị đi ăn đi buffet nha cái chú vậy ha. Ken này bác bỏ cái buôn và anh Khoa và chú Chánh chuẩn bị đi ăn buffet nha cả nhà, cùng dự thảo nữa cô chú chị. Cơm chưa?